Thưa quý vị và các bạn, mặc dù vài năm gần đây, tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đã có chút cải thiện, tuy nhiên hiện nước ta vẫn là một trong các quốc gia có tỷ lệ vi phạm sở hữu trí tuệ cao trên thế giới với tỷ lệ trên 80%, phản ánh của phóng viên bản tin 10 phút cập nhật. Một ví dụ điển hình về vi phạm sở hữu trí tuệ ở Việt Nam trong thời buổi Internet phát triển đó là vụ việc liên quan đến việc tìm kiếm nghĩa trang Lạc Hồng Viên trên Google. Khi gõ từ khóa Lạc Hồng Viên vào công cụ tìm kiếm Google, các kết quả tìm kiếm đầu tiên không cho ra nghĩa trang Lạc Hồng Viên mà là dịch vụ cung cấp nghĩa trang của công ty Thiên Đức. Theo chuyên gia Internet Marketing, để có được kết quả này, công ty Thiên Đức đã có sự can thiệp với Google. Và đây là hành vi kinh doanh cạnh tranh không lành mạnh. Thì họ có thể làm rất là dễ dàng. Một trong hai cách. Cách thứ nhất đó là họ có thể là chạy quảng cáo Google AdWords. Họ chỉ đơn giản thôi là trả khoảng vài chục ngàn cho Google và khoảng tầm 5 phút sau thì cái trang web của họ đã hiển thị ra với các từ khóa rồi. Cách thứ hai là họ có thể làm SEO. Đấy, thì họ có thể đẩy khoảng 1-2 tuần hoặc là có thể đến 1 tháng để đưa cái trang web của họ lên trang đầu Google. Cũng theo chuyên gia Internet Marketing này, hiện nay tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ bằng cách mua từ khóa trên Google xảy ra ngày càng nhiều tại Việt Nam và gây ra không ít bức xúc cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Theo thống kê của chương trình Hành động 168 về hợp tác phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của chính bộ tại Việt Nam, trong 3 năm gần đây đã xử lý hơn 26.000 vụ việc vi phạm sở hữu trí tuệ với tổng số tiền xử phạt lên tới 68 tỷ đồng. Riêng trong lĩnh vực phần mềm máy tính, năm 2015, cơ quan này đã kiểm tra đột xuất 89 doanh nghiệp và xử phạt hành chính trên 2,52 tỷ đồng. Việc vi phạm sở hữu trí tuệ ở mức cao trên 80% như thế này sẽ ảnh hưởng xấu khi Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại TPP. Họ đang yêu cầu là cái đòi hỏi thực thi một cách nghiêm ngặt, chặt chẽ hơn. Trước đây thì rõ ràng là có thể các cơ quan thực thi khi anh phát hiện vi phạm thì có thể anh xử lý ở mức độ này hoặc là ít nhất là quá năng lực thì anh có thể không xử lý còn đùn đẩy cho nhau được. Nhưng khi mà chúng ta cái thực thi thì rõ ràng cái hành vi nó đã rõ ràng thì đó là buộc anh phải thực hiện. Còn nếu không thực hiện nhiều khi nó còn phải nâng lên một cách mức hơn, đó là hình sự. Thanh tra Bộ Khoa học Công nghệ cũng cho biết hơn 2 năm nữa hiệp định TPP có hiệu lực. Khi đó các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải tuân thủ tuyệt đối bản quyền phần mềm và sở hữu trí tuệ nếu muốn gia nhập sân chơi toàn cầu. Và khi đó, tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ tại Việt Nam mới thực sự được cải thiện.